Xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với chuyên mục khui hộp của kênh sáng tạo. Ở cái tập này, à coi như ở cái video clip này đi, mình sẽ khui hộp một món quà sinh nhật tiếp. À, năm nay anh em ạ lại già thêm một tuổi rồi. Đó, nhìn này đối anh em biết là cái gì luôn. Thì là có năm 19 á, mình có đập hộp con Rebel 300. Đây anh em có thể xem lại clip ở chỗ này. Đấy, bắt đầu năm 20 là clip này, con CB 300. Năm nay hết tiền anh em ạ. Anh hai năm trước thì tự tặng cho mình hai con xe máy thôi, năm nay hết tiền thì chơi cái hộp đen đen này. Đùa anh em thôi. Anh em xem cái tiêu đề clip cho anh em biết rồi, nó là con Galaxy Z Fold 2 bản limited anh em ạ. Thì đợt mình có lấy một cái con này là con Note 20 Ultra 5G, cái bản vàng đồng này này. Mình cái hôm mình quay clip này cũng nói rõ là nó không hợp mệnh với mình, kiểu gì nó cũng đen, cho mình dùng cái điện thoại mà không hợp mệnh thế nào cũng dính. Đây anh em thấy không, đây chính xác là nó bị thế này đây đó. Mình có đăng bài trên group vỡ bé bét anh em ạ, mới đi bảo hành cái mặt này về xong. Thì là khi nó ra cái con bản vàng đồng này này, Note 20 Ultra 5G bản vàng đồng này được một tháng ở bên Thế Giới Động ấy, mình lấy con này. Một tháng sau thì bên cái Viettel Store nó ra cái bản này, bản Note 20 Ultra 5G luôn, màu đen, độc quyền bên Viettel mới có anh em nhé. Những cái bên Thế Giới Động này hay là Cellphone S các thứ không có. Mình lại phải lấy thêm một con này cho nó hợp mệnh, dùng con này làm con chính này. Thì con này chỉ làm con phụ xài tạm thôi. Hiện tại thì là hai tay hai súng. Hôm cái ông bạn mình, ông bạn thân mình, ông Đức GPS ấy, ông bảo là sao xài hai con này đấy, không ốp vô con này mà làm con Galaxy Z Fold 2. Đấy, mình mới thấy bảo đúng thật. Thế là căn đúng cái đợt nó ra con bản đặc biệt ấy. À, tặng vào đúng đợt sinh nhật mình luôn đi. Đặt hàng một con này. Đấy, mình đặt là hôm 28 tháng 1. Thì là nó cái ra đặt hàng là từ 24. À đâu, nhầm, 28 tháng 12. Thì là đặt hàng từ 24 tháng 12 đến ngày mùng 7 tháng 1 năm 21 này này. Thì là đặt hàng cọc 5 triệu đến ngày mùng 8 này. Từ ngày mùng 8 là sáng nay này bắt đầu nó giao. Cái clip này mình quay hôm mùng 8 tháng 1 nhá. Thì là có lẽ sẽ mùng 9 hoặc mùng 10 đúng là sinh nhật up lên cho nó hot. Thôi, không nói nhiều nữa anh em ạ. Bây giờ lên bàn mổ đây nhá. Nhớ anh em, nó đã lên cái bàn huyền thoại trên chế độ kênh sáng tạo này, chế độ mini thôi. Bây giờ anh em muốn mở hộp kiểu này hay là để nó trên bàn này, để cái máy chiếu như mọi khi mình hay cái góc như này này, mình hay làm cho nó quen thuộc nhỉ. Nhưng mà cái hộp này hơi to, có lẽ mình sẽ mở ở đây một tí, mình sẽ show cận cảnh sau nhá. Nó là cái hộp nam châm này anh em ạ. Đó, ui nhìn sang trọng thế chứ. Đúng chất 50 triệu anh em. Được tặng thêm một cái bản limited ấy, thì được tặng thêm một cái bao da cover này. Đây là mấy cái đơn linh tinh, mình có che số điện thoại cho chắc. Sợ anh em nào biết số điện thoại nháy chết. Này, ui nhìn cái hộp này phê chứ. À, nhưng mà để này cho nó dễ này. Nó bị ngược nhưng mà để này cho nó dễ làm anh em ạ. Đây, nguyên siêu luôn. Mình có yêu cầu là bên điện máy xanh ấy, người ta không được khui của mình cho trước. Mình quen lấy con còn nguyên đai nguyên kiện anh em ạ. Đó, nguyên siêu này. Tự tay khui hộp nó cho phê hơn. Trong này có cái gì không nhỉ? Ô, cái hộp này lành phành quá. Đây này, cái thẻ Samsung Z E Line gì đây anh em ạ. Cái thẻ này là trong này hình như hết luôn rồi. Cái thẻ đặc quyền của Samsung. Là những anh em nào mà dùng con Z Fold 2 sẽ được cái này. Galaxy Z Fold 2 Limited. Cái thẻ này là thẻ cái gì nhỉ? Cái đặc quyền gì ở trên trang của nó nói nhưng mình cũng chưa xem kỹ mấy. À, cất cái hộp này đã. Rồi, khui hộp con này nhá. Mình sẽ quay máy gần gần vào đây một xíu. Ngoài Bắc mình bây giờ có 8-9 độ anh em ạ. Ủa lạnh kinh thật. Anh em miền Nam cũng được hưởng một ít không khí lạnh thì phải. Nhìn phê chứ. Quá xà. Kỳ quan công nghệ định hình tương lai. Con này thì cấu hình chắc mình cũng không phải nói nhiều đâu. Tại vì anh em nào mà thích những con này thì lên cái Thế Giới Động hoặc Điện Máy Xanh, những cái trang bán cái này gõ Google chỉ có 3 giây thôi là anh em hiểu hết về cái cấu hình của nó. Mình chỉ show cái đam mê cho anh em xem thôi nhá, chứ mình cũng không phải review công nghệ. Hướng dẫn này không có gì chỗ này. Đây, úi xôi, em nói đây anh em ạ. Phê chưa. Nó còn hướng dẫn bảo quản này. Không dùng vật cứng nhọn này để tránh làm hỏng mình, không tác dụng thẻ chứ cái thứ. Ui, mấy cái này thì chắc không cần đọc. Ui giời, 50 củ nữa anh em.
Nó hình như nó nhỏ hơn hai con này ấy, để nếu hai con này gặp vào thì là còn hơn đấy chứ. Đây là một con này, hai con này, mình sẽ gặp thử hai con này xem nào. Đây nha, đây là hai con Note 20 Ultra 5G. Đó, hai con này. Ấy, cái con này nhỏ hơn anh em ạ. Nhỏ hơn tương đối đấy chứ không phải nhỏ hơn vừa đâu. Thế mà ông nào ông bảo là hai con này, con Z Fold 2 này chính là hai con này ghép lại. Nhưng mà thực ra không phải, anh em thấy không này? Nó chỉ bằng 8 phần 10 thôi, không được bằng hai con này. Thế nào? 13:32 rồi. Quay xíu nữa nhanh nhanh để mình đi có việc anh em ạ, có chút việc. Con này là nó có 3 màn hình. Chính là một cái này là gặp đôi là hai màn này. Trong này một màn à, cái này một màn nữa là 3. Mình sẽ bật lên luôn cho hot nhé. Trong lúc bật thì là khui nốt cái hộp. Đây, Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Mình lại đồng bộ qua cho anh em ạ, đồng bộ ở một con điện thoại của mình qua tất cả các file, cái cài đặt. Cái dùng Samsung là nó phê ở cái đấy anh em ạ. Chúng ta chỉ cần đăng nhập cái tài khoản của mình vào, đồng bộ một phát là xong hết luôn. Coi như điện thoại cũ của anh em vậy. Hết rồi, lần này thì hết sạch. Cái này chắc không cần bóc nữa tại vì nó không còn gì nữa. Nó có một con tai nghe này AKG, dùng chân tai C. Chỗ này là không thấy có gì nhỉ. Nó để chỗ đẹp thôi anh em ạ, không thấy có gì. Ơ, thế cái que chọc sim đâu nhỉ? Hình như con này nó phải có chỗ chọc sim. Đây, cái chỗ chọc sim đâu nhỉ? Đây, cấu hình chi tiết của nó. Nó là một nano sim và một e sim cơ, hỗ trợ 5G. Ơ, chứ không phải là cái sim nhỏ nhỏ như mình hay dùng. Thì không biết nó gắn vô đâu nhỉ? Ơ, chính mình chưa tìm hiểu cái công nghệ này luôn ấy. Mãi chế đồ, chế xe cộ quá nên không tìm hiểu công nghệ. Mình đăng nhập vào đó nhá. Anh em đợi mấy giây. Mình đăng nhập tất cả các thứ này vào đã. À đây ơi, ôi thì say rượu anh em ạ. Đây. Thì một lúc mới nhìn thấy nó đang ở bên này. Đấy. Đây là cái bao da này. Gắn cái này vô thì nhìn nó màu nó hơi xấu anh em ạ. Thà để không này dùng phê hơn chứ nhỉ. Nhưng mà chắc gắn vô cho nó khỏi xước cũng được. Đó, như thế này. Cái màn này cực kỳ nhỏ nhá. Bắt đầu mở ra thì nó sẽ to to như thế này. Rồi, mình sẽ cài đặt đồng bộ cái thứ đã. Sau đó mình quay tiếp này. Rồi anh em ạ, sau khi mình đồng bộ xong, mất khoảng độ 30 phút. Đó, bây giờ chúng ta có thể mở như thế này nhá. Nó sẽ có ở đây này. Nó là cảm biến vân tay luôn. Chúng ta bấm vào đây, nó sẽ mở. Đấy, hoặc là cảm biến nhận diện khuôn mặt các kiểu đều hết. Mình vẫn chưa bóc các thứ, nhưng mà dùng cái bao da này nhìn nó hơi kiểu là buồn cười. Có lẽ tí mình sẽ bóc đi. Ở trên này thì anh em dùng vẫn như một cái điện thoại bình thường thôi. Nhưng mà cái màn này hơi nhỏ nhỏ một xíu. Nó vẫn vậy anh em ạ, bình thường hết. Đây, ứng dụng nó về đồng bộ tất cả như của mình. Mình đã để cái tần số quét của nó là 120Hz. Đây, màn hình này, tốc độ chuyển này. Đó, anh em có thể cài được 120Hz này. Nó quét nhanh lắm anh em ạ. Nó không bị delay như cả cái 60Hz. Nhưng nó tốn pin hơn một tí thôi. Nó không ảnh hưởng. Đó, anh em có thấy không? Đây anh em này. Vút nhanh kinh khủng luôn. Xem thử bộ sưu tập xem nào. Đây, đồng bộ tất cả ảnh của mình về rồi. Show cho anh em mấy cái ảnh nọ anh em offline nhá. Ở nhà mình ấy. Đó, ui, nhìn phê ạ. Đây, chụp với mấy ông mốt này. Trên này thì vào, ui. Cái này nó lại khác hơn cả cái kia luôn. Quay bên này, nó lên hết này. Ui, cái cam này phê, nó cũng như những cái cam con Note 20 kia nhưng mà nhìn cái nó ở cái giao diện nó khác hẳn. Chụp này, có góc rộng nữa. Đấy. Đây anh em nhìn nhá, như thế này mà còn thấy được rộng như thế này luôn. Có lẽ mình sẽ không nghịch nữa, cấu hình nó cũng như vậy thôi. Anh em nào mà thích nghịch thì thích xem chi tiết thì lên YouTube nhé, hoặc là lên những cái trang chuyên review, người ta review hết tất cả cái này rồi. Mình sẽ thử một cái Liên Quân mà mình hay chơi. Đây, mình vừa đăng nhập vào cho anh em. Nó dở hơi nhưng mà nó quay về hướng này cơ. Mình có tưởng nó là ở hướng này nhưng mà nó lại ở hướng này. Chúng ta chưa phải bỏ cái này ra. Đấy, cái nick của mình bỏ lâu phết rồi anh em ạ. Chắc hơn tháng mình không chơi. Được 9494 trận này, 9900 à 9494 trận. Cứ rảnh rảnh là vào chơi anh em ạ, được 7 mùa cầu thủ này. Bây giờ là để lâu phết, hôm nào mình chưa chơi là còn 36 sao hay là 37 á.
cứ một tuần không chơi là nó trừ một sao thì phải. Làm trận không ta? Nhưng mà không thời gian, mình đang vội quá. Để thử vào xem đấu luyện đấu tập xem nào. Đâu nhỉ? Cái tập huấn đâu? Tùy chọn này. Cái tập huấn ở đâu nhỉ? Lâu mình không biết cái này. Đâu, tại sao cái này đã? À đây rồi, nó che ngay chỗ này vào. Để mình thử vào nhé, cho anh em xem là nó sẽ như thế nào. Chọn bừa đi. Ui cái này mà trôi lên quân thì phê, nhưng mà không biết ở hướng cái này thì dễ đấy. Gặp này lên. To thế, cái này có nhìn hết cả map bên kia luôn à, nó chịu. Ui, anh em thấy không? Ôi nhìn thế này luôn thì cái này đội kia thì chơi gì? Nâng cấp này. Ui nhìn phê thế, nhưng bản đồ nó đâu à, nó đang hiển thị cái thứ mình mới vào lần đầu. Cộng vàng cái thứ lên á. Ui. Ôi da. Ui phê lắm anh em ạ. Cái mà ở đây xem là ui to thế nhỉ. Ui phê lắm anh em ạ. Mình chọn đúng con man lốc này gì. Chạy đâu. Mày. Ui cái này chơi lên quân thì không phải suy nghĩ anh em ạ. Thì mình sẽ gỡ cả cái bao da này ra cho nó dễ cầm nhá. Vướng tay quá. Này. Cái màn hình này nhá, nó chỉ gợn gợn một xíu ở đây thôi anh em ạ. Đây như chúng ta gặp thế này. Nó có hơi gợn gợn một một xíu thôi, cũng không gợn lắm đâu anh em nhìn cái này đấy. Đây, nó vẫn phẳng phẳng lắm. À, đợi, cái thằng kia. Ui, con này mà anh em mà ngồi chơi chơi game ở quán cà phê cái thứ đẳng cấp kinh lắm ấy. Mình rất thích con này, một bạn nó đang không thì tắt nghỉ nhá. Trụ bắn chết đấy. Ui. Nhây à. Ôi, thôi. Thắt này đã, à để bấm thoát ra đây anh em nha. Xem còn chức năng gì nhỉ? Review nốt cho anh em nhưng mà thôi chắc hôm nào review sau vậy. Con này chắc phải làm vài clip review mới được. Đây, về hôm lại này. Ui, phê. Xứng đáng 50 triệu anh em ạ. Đó, anh em muốn mở lên lại bấm đây, nó sẽ nhảy ra ngoài này. Đây anh em ạ, mình đang đi quán cà phê, test thử cái máy này nhá. Nó sẽ có những chức năng để chia màn hình làm mấy phần cho anh em xem. Ví dụ đây là đang dùng Facebook Messenger đúng không? Chúng ta có thể kéo cái bảng này sang. Anh em có thể ví dụ là vào cho nó mờ này. Đây, các bạn có thể kéo sang đây. Chia cái vị trí mong muốn, chúng ta có thể cho xuống dưới này. Là có thể chia đôi màn hình, anh em nhìn thấy không? Đấy, hoặc lên đây dọc như này nhá. Đấy, các bạn có thể vừa lướt group Facebook các thứ. Chúng ta cũng có thể chia thêm như thế này. Đây và YouTube cũng được, kéo vô đây chia xuống dưới này đó. Các bạn có thể vừa lướt Messenger này, lướt YouTube này, lướt cả Facebook đó, fail anh em. Nó tiện ở cái chỗ đấy, dùng được đa nhiệm các thứ luôn, đa cửa sổ anh em ạ. Đây bên này vẫn xem YouTube bình thường, bên này anh em có thể lướt Facebook, ví dụ như mình là admin thì mình có thể vào duyệt bài. Đây, duyệt bài cho mem mấy các thứ này. Đây là phê duyệt các kiểu nhá. Đấy. Bên này thì vẫn có thể đọc tin tức của anh em. Các bạn có thể dùng Zalo liếc các thứ cũng được. Rồi, phần máy ảnh này. Đây, các bạn gập vô nhá, nó sẽ ra một cái cửa sổ như thế này. Ở đây là sẽ xem lại cái ảnh anh em vừa chụp lúc nãy. Đấy. Còn là ở đây, nó sẽ chia ra là cái ảnh anh em đang chụp đây. Mình đang ngồi cà phê với ông Trường này. Đấy. Cái tab này nhìn phê cực kỳ anh em ạ. Đây là hai camera này, đây là ba camera siêu rộng này. Đấy. Các bạn cũng có thể chuyển cho người đằng trước xem luôn sử dụng cái màn hình này, đây nha, ví dụ như thế này. Các bạn bấm để lại như thế này nhá. Rồi, bấm cái chỗ này, on lên này. Đấy. Đây là ông Trường, ông có thể đang nhìn thấy ông luôn đấy. Đây anh em nhìn thấy không? Một cái màn dưới này. Đây mình sẽ quay lại này. Đó, đây mình đây. Anh em thấy không? Tay mình cầm vào chỗ cao này mất. Đây. Mình vừa xăm mông cho nó bộ logo cái nhân tạo xong, lúc nãy ở nhà quên mất. Đấy, mà ra mất rồi. Đây bật lại này, on này. Rồi, cái người đằng sau sẽ thấy được mình luôn, ông trưởng ông thấy đây này. Ông thấy ông trực tiếp ở trong máy luôn. Như thế này. Đấy, từ đây cái này nó hơi khó, mình sẽ cho lên cao cao một xíu. Đấy, sẽ thấy trực tiếp mình như thế này. Đang để góc rộng nên nó hơi khó nhìn. Rồi. Gặp lại này.
cái này là đâu nhỉ, gặp hướng nào nhỉ, quên ở đây rồi. Gặp vô thế này nha, ví dụ anh em là dùng bật lên này, dùng nguyên cái màn hình nhỏ đằng trước này, các bạn có thể dùng lướt bình thường các thứ thôi, nhưng mà dùng cái này thì nó hơi nhỏ hơn một xíu. Khi nào anh em muốn dùng cái màn hình to chúng ta mở, còn dùng bình thường cái này nó cũng y như vậy hết, nó cũng không khác gì cái điện thoại bình thường cả. Cái này có camera này, selfie bằng cam sau này, đấy, chụp selfie bằng máy ảnh sau. Chúng ta sẽ mở ra, đấy, bây giờ nó sẽ ra như thế này, anh em thấy không, mình đây. Sao nhìn cam trước này nó nhìn à, tại mình để à, để ba góc hai góc này, nó nhìn thế này chứ phê nhỉ. Đây, selfie bằng máy ảnh sau, các bạn cũng có thể quay video cái thứ cũng được. Đây, gặp vào thì lại là chuyển một cam thế này, gặp ra chết rồi, lại bấm vô lên quân, chạm tay vào đây à? Đâu nhỉ? Đây, còn chức năng gì để clip sau mình sẽ review tiếp cho anh em nhé. Rồi, quay về tiếp ở trên bàn của mình đây. Rồi anh em ạ, như vậy hôm nay mình đã đập hộp xong cái siêu phẩm con điện thoại này là đắt nhất của Samsung hiện tại. Mình là fan Samsung anh em ạ, nên là cứ dòng nào là chơi dòng đấy thôi. À, bán thận mới mua được anh em ạ, chứ không phải nhiều tiền đâu, anh em cứ bỏ nhiều tiền chết. Rồi, hôm nào mình sẽ review nốt cái chức năng của nó cho anh em xem nhé. Không biết còn chức năng gì hot không, mà nó cũng mấy cái YouTuber khác người ta cũng review hết rồi. Mình chỉ show cái đam mê mới quà sinh nhật cho anh em thôi. Em lại anh em clip sau đây.